Đức Thánh Cha gửi thánh tích máng cỏ Bethlehem trở về Jerusalem. Bài hát trên có lẽ đã gắn liền với những người Công giáo chúng ta. Đặc biệt, vào mỗi dịp mừng Chúa Giáng sinh hàng năm, trong bài hát có chi tiết về máng cỏ nơi Chúa Giêsu đã nằm. Đây là thánh tích có thật, được lưu giữ đến ngày nay. Nhân dịp Giáng sinh sắp tới, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thánh tích máng cỏ Bethlehem trở về Jerusalem như một món quà. Vậy hãy cùng Trung Thành Chất Media tìm hiểu nhé. Thánh tích máng cỏ Bethlehem là một phần tạo thành chiếc máng cỏ mà Chúa Giêsu đã nằm sau khi chào đời. Thánh tích được Thánh Geronimo tặng cho Đức Giáo Hoàng Theodose cách đây hơn 1.300 năm. Thánh tích được trưng bày tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả của Rome, nơi rất nhiều khách hành hương trên khắp thế giới đổ về mỗi ngày để tỏ lòng tôn kính. Phần lớn máng cỏ vẫn còn ở Rome, song việc Tòa Thánh Vatican gửi một phần thánh tích trở về Bethlehem rất được các Kitô hữu hoan nghênh. Thánh tích được đặt trong giá đỡ chạm trổ công phu, đã được trưng bày ở đền thờ Đức Bà Cả của Rome từ thế kỷ thứ 7. Thánh tích được trưng bày ở Jerusalem thời gian ngắn, trước khi đến Bethlehem hôm 30 tháng 11 năm 2019. Thánh tích được rước đến nhà thờ Thánh Catarina, bên cạnh nhà thờ Giáng sinh, nơi được cho là Chúa Giêsu chào đời. Nhà thờ Giáng sinh là một trong các vương cung thánh đường ở Bethlehem. Một giáo dân tại Bethlehem cho hay: "Tim tôi đang đập nhanh, tôi thực sự khóc vì vui mừng trước sự kiện này. Và cũng biết ơn Đức Giáo Hoàng vì lòng tốt mà ông đã mang đến Bethlehem." Vatican mô tả sự trở lại của thánh tích như một món quà từ Đức Giáo Hoàng Francisco. Thánh tích trở về trùng thời điểm bắt đầu mùa vọng, khoảng thời gian 4 tuần trước Giáng sinh. Điều mà ít ai biết, đó là Kitô hữu chỉ chiếm khoảng 1% dân số Palestine, nhưng Bethlehem là nơi nổi tiếng đối với những người hành hương Kitô giáo từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt vào dịp Giáng sinh. Hàng chục nghìn người hành hương Kitô giáo dự kiến đến thánh địa trong tháng này. Chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện để thánh tích này làm dấu chỉ tình yêu mà Thiên Chúa đã ban cho loài người chúng ta. Cùng chia sẻ video để mọi người biết đến sự hiện diện của thánh tích Bethlehem nhé.